Đấy, mến chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt ở Tây Ninh. Và mình nghe nói ở chợ Long Hoa này là một ngôi chợ bán rất là nhiều đồ và rất là rẻ. Trung tâm thương mại Long Hoa, để mình vô trong này xem coi có những gì hả. Một ngôi chợ rất là nổi tiếng. Sao mình đi xuống tầng hầm? Có đi xuống tầng hầm không? Hả? À, bán được không anh? Bán được không? Đẹp trai quá ta. Trà rồi hả? Bán trà rồi hả? Dạ. Đẹp trai mà không có vợ. Vậy hả? Sao vậy? Giờ có muốn kiếm người yêu không? Kiếm người yêu không anh? Anh đọc số điện thoại luôn. Hả? Đọc số điện thoại rồi luôn. Địa chỉ Tây Ninh đúng không? Cha, đẹp trai vậy mà không có vợ rồi. Nói gì thì nói. Phải không? À. Vậy là quầy Minh Xuân ha, có anh nào, có cô nào mà muốn kiếm ở đây tới quầy Minh Xuân. Rồi, đồng hồ nè. Muối Tây Ninh. Muối Tây Ninh. Đủ loại hết nè. Đi lên tầng lầu hả? Thôi tầng lầu quần áo không à, xuống tầng hầm trước cái đã. Hay là đi vòng qua đây cái, vòng qua đây. Vòng qua đây xuống tầng hầm. Tiệm bạc. Muối. Muối Tây Ninh thì công nhận rất là nhiều hả? Trao nè. Quá trời luôn, trao, bánh tráng. Bán được không? Lai rai hả? Đi vòng xuống tầng hầm. Hả? Ở đây đúng rồi. Đây. Hột điều. Đây xuống đây. Hình như mỗi lối là người ta bán một cái loại đồ khác nhau ha. Bên này bán bánh trái, bánh bía nè, mứt. Bánh trái. Hả? Đang đi dạo vòng coi chợ Tây Ninh coi bán những gì. Long Hoa, ở chợ Long Hoa. Muối đủ loại ha. Đúng rồi. Có bao nhiêu loại muối? Mấy chục rồi ha. Mấy chục luôn hả? À, à toàn là muối không? Đủ các loại muối. Rồi mình bán lâu quá rồi sao? Đâu có, cái này mình bán thì nói chung ra muối thì mình đã lâu được mà. À, khoảng bao lâu? Một năm. Một năm luôn hả? Rồi vô chợ Long Hoa. Rồi năm mà bán không hết thì sao? Nấu. Nấu lại. Bán tiếp. Nấu đồ ăn bỏ vô ăn. Tối nào ghé ủng hộ em nhé. Rồi. Tiệm mình tên gì? Thủy Tiên hả? À, shop Thủy Tiên. Muối đây là thấy rất là ngon rồi nè. Cho nếm miếng được không? Mặn cay. Ngon á. Nó ngọt ngọt. Cay cay. Hay hay, mặn mặn. Chao nè. Wow. Ở đây công nhận Tây Ninh bán muối nhiều ha. Wow. Đi Hoàng. Đi vòng lên đây. Chú đi vòng chút xuống. Rồi. Phải nói Tây Ninh là một cái nơi mà bán muối được rất nhiều ha. Mình có đi qua cửa hàng bên nào, đi qua dãy nào.
vô đây không có đường đi hết ta. Ủa đây là hết rồi hả? À, đây Quang, đây nè. Trong bên này. Ở đây bán mùng mền, chiếu, nệm, các loại. Cái này lót lưng xe hơi mát nè Quang. Không biết nữa, hỏi coi. Đây nè. Đây, lót lưng xe hơi mát, đây nè. Đây nè. Cái đó hình như để nằm chứ không phải lót lưng xe hơi. À, này nằm đâu, hiện tại giống như nằm giường rồi. Có tấm để cabin xe hay sao? Bỏ vô lưng xe hơi là lưng ghế á. Có cái đội băng ghế nhỏ xíu nè. Để bỏ anh cái ghế xe. Cái ghế xe trồng luôn hả? Trồng à, có ghế hả? Đúng rồi, đúng, không có. Có miếng lót đất hả? À. Không có miếng lót đất hả? Coi kịch gì mà vui cười dữ vậy. Đây là nhang đèn, đi vòng qua anh kia coi. Hả? Wow, chén bát sứ. Mấy này gì vậy? Thôi quay lại đi lên từng từng tầng lầu kiếm vợ. Đi núi về á, ghé luôn. Đang đi lên được không? Không, hình như cầu thang này đi lên được không em? Được. Rồi, đi lên đây. Ở bên này thì gian hàng bán gì ta? Cũng bán muối, mắm đồ này nọ không? Còn bên này thì bán quần áo đồ nè. Đi vòng qua này coi Hoàng. Này bán hột điều rồi ha. Cũng muối rồi. Đi vòng qua này. Hết rồi. Lầu nữa chỗ đâu mà. Hết rồi. Đường lên đó là màn nhện không là hết rồi. Thôi ra. Đâu có gì đâu. Hả? Wow, trời dãi ha. Dãi quá trời. Quá trời là dãi luôn. Thôi. À, đây là phần bên ngoài nè.
bên ngoài rất là nhiều. Muối, chao, tương, chao. Ở đâu? Cũng vậy à, cũng vậy à. Bảy tầng à, shop bảy tầng, shop Kim Nga, muối tôm chị đẹp. Ủa chị nào, chị đẹp nè, chị đẹp đâu, cái bảng chị đẹp thôi, rồi chị đẹp đó đâu rồi, đây hả, hết đẹp rồi. Thì có mua không? Mua. Wow, khủng khiếp chưa? Hả? Đi xuống khu này thử coi. Đây cầu thang sắt ha. Lên cho nó khỏe nè. Cám cửa. Cám cửa. Tám cửa luôn. Ra xe, mình ra chỗ xe. Xe đằng kia. Hả? Kia. Không. Đi dọc trong này đi.